Rồi, hello anh em cô chú mình nha. Thì bữa nay mới sắm được cái cân luôn nè mọi người. Thì sẵn lên máy cân số ký cho anh em mình xem luôn nha, để cho dễ mua. Thì giờ em quán máy bãi thành phố Vĩnh Long, miền Tây nha mọi người. Số điện thoại 092 678 4940 nha. Bữa nay lên cho mọi người một con Austin 023 nè. Hôm qua có là rửa rồi mà chưa có nổ nha mọi người. 023C nha. Con này là 40.2cc. Đây. Con này 40 ly 2 lá bạc nha mọi người. Sản xuất tháng 8 năm 2000. Con này chánh hãng của Gatmani Đức nha mọi người. Nặng 4,6 kg. 4,6 kg là 05 xích, không săn nhớt nha mọi người. Thắng mộng còn nguyên. Thì con này thích hợp cho anh em mình khai thác tầm trung nè. Đó. Thì mấy cái này là mấy cái mũ cây á nha. Thì cái màu Austin trắng này mà nó vô mũ cây thì nó sẽ sạm lại vậy nha mọi người. Nhưng mà con này là hình thức là rất là đẹp nha. Xăng riêng nổ luôn á nghe mọi người. Đó, đây nó có cái tăng xích thông minh nè. Đó, bật cái này lên dặn ra, tăng xích thì tăng ở đây nha mọi người, rất là nhanh và tiện lợi nha. Không có cần lấy điếu lấy đề gì đâu. Có xả áp luôn. Con này nó mang cây lam 4 tấc nè, còn sên zin còn mới chát luôn. Con này thì vô săn nhớt là nó là 5,9 kg nha mọi người. Đó. 5,9 kg. Đúng. Săn nhớt. Lam xích. Rồi thì con này thích hợp cho anh em cô chú mình mà xài gia đình hoặc là khai thác tầm trung á. Con này nòng bạc bê tông còn quăng ngang luôn nha. Bạc còn đen mung luôn á. Không tật lỗi nha mọi người. Thì con Austin 023 này em sẽ bán cho anh em giá 4 triệu nha. 4 triệu Việt Nam đồng. Kèm theo một vũa nè. Một cái đồ mở bugi. Với một cái bao lam zin đó nha mọi người. Đó. Con này quá mới luôn anh em. Chát luôn nha, chưa đụng đĩa tới cái bình xăng con luôn nha mọi người. Chưa đụng chạm tới luôn. Cái này là cái lượt gió nó nha, rin luôn. Nói chung là rin hết toàn tập, chưa có đụng tới món gì nha. Thì để vô cái tiếng nổ cho mọi người xem nha. Con này em sẽ bán giá 4 triệu nha. Anh em nào mà mua mà ở xa thì cọc giùm em 300 hoặc 500 nha. Còn nếu mà tin tưởng thì chuyển khoản đủ em bao ship nha mọi người. Đó. Rồi thì vô cái phần tiếng nổ cho anh em mình xem cho nó mau nha. Con này lực lắm nha. Con này nếu mà so với ghê mà ghê 410 thì 410 không có cửa với con Austin này nha. Tại vì hàng Austin với hàng Hu là nó đỉnh rồi. Con này độ bền có nha mọi người. Rồi vô test tiếng nổ cho anh em xem luôn. Zin hết nha. Không di giật nữa nè. Con này là nhớt nhau rất là ok nha anh em mình. Thì rồi anh em nào kết thì cái việc nhắn tin Zalo cho em hoặc là điện thoại trực tiếp cho em luôn, số điện thoại em để trên bài nha mọi người. Đó. Thì con này là quá trời xuất sắc luôn nè. Muốn nhẹ mọi người nhấn xả áp nha, mà con này khỏi cần nhấn xả áp cũng giật cũng nhẹ nữa, tại vì ngay cái bộ phận đây nè nó có một cái lò xo nha mọi người. Đó, khi mà tắt cũng không cần dở dây giật nha. Nó cái này nó chịu lại nó sẽ không đứt dây giật nè. Cái việc nhắn cho quán nha. Khai thác tầm trung hoặc là xài gia đình biết chừng nào mà hư. Còn khai thác tầm trung nếu mà phải nhớ kỹ chắc cũng cỡ 3 năm hơn. Rồi, chào mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ nha mọi người.